21. Chúng mình ngoài ăn cơm ra không có hoạt động gì khác à? Em không thích chỗ này à? Ngon thì đúng là ngon thật, nhưng anh tính xem, 3 tháng gần đây anh dẫn em đi ăn bao nhiêu bữa? Tất cả các quán ăn trong thành phố đều đã ăn hết rồi. 4 kg, em béo lên tròn 4 kg. Không muốn ăn cơm. Thế lần sau chúng mình có thể hẹn đi chơi, hẹn tập gym, đi đánh golf. Thôi, em vẫn còn béo được 1 kg nữa. Mình chơi game, hẹn hò nửa năm với một bạn trai trên mạng, quá ra lại là nữ. Tức quá, tức quá, tức quá. Đáng ra mình với người yêu mình sắp kết hôn rồi, nhưng mẹ của anh ấy lại đưa ra một loạt đòi hỏi, chê mình không xứng với con trai của bà. 7 năm tình cảm, rốt cuộc mình phải làm gì đây? Người yêu tôi nói, cô ấy ở bên tôi chỉ do tôi đẹp trai, có nên chia tay không? Chờ hồi đáp. Bữa tiệc lần này có thể nói là một trong những hoạt động quan trọng nhất của trường chúng ta. Trước đây chưa bao giờ cân nhắc việc tài trợ bằng đồ ngọt. Lần này nếu không phải là Lâm Nhiên thức suốt mấy ngày đêm vẽ 3 bức tác phẩm tham gia triển lãm thì lãnh đạo nhà trường cũng không đồng ý đâu. Lần này có chính phủ ủng hộ, giới truyền thông toàn thành phố đều sẽ tới. Đối với em mà nói là một cơ hội rất tốt, nhớ nắm lấy đấy. Lâm Nhiên, thằng bé này rất được, thiên tài bẩm sinh. Khi vừa nhập học thầy đã ưng nó rồi. Cậu ấy thực sự có tài năng thiên bẩm, tài năng bẩm sinh, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thằng bé Lâm Nhiên này cả ngày cả lớp phất phơ, cũng không biết lo nghĩ cho tương lai của mình. Giờ tốt nghiệp đến nơi rồi, phải lên kế hoạch cho tương lai thật kỹ. Phụ huynh các em nhớ để tâm. Đây là toàn bộ tài liệu của tiệc trưởng thành lần này, em xem kỹ đi. Cảm ơn chủ nhiệm. Phương án tài trợ tiệc trưởng thành của tiệm bánh ngọt, người nộp Lâm Nhiên. Chị Vivi, đã lâu không gặp. Lâu lắm không gặp. Dạo này chị có liên lạc với Lâm Nhiên không? Không có. Lúc cậu ấy vừa mới ra nước ngoài, vì chưa quen môi trường, bị ốm nặng, bố mẹ cậu ấy không có thời gian. Cậu ấy tự dọn đồ đạc rồi giờ ở trong viện. Thực ra bác sĩ trong nước hay nước ngoài thì kết quả khám đều giống nhau, nói các chỉ số sức khỏe của cậu ấy không vấn đề gì. Bác sĩ nói là trở ngại tâm lý, khuyên cậu ấy tiếp tục điều trị, nhưng cậu ấy không nghe. Bọn em đều không hiểu được, thực chất gì không ăn được kẹo đối với cuộc sống mà nói chẳng có ảnh hưởng gì cả. Chúng em cũng không biết tại sao cậu ấy nhất định phải ăn kẹo. Chắc là do cuộc sống đắng quá, muốn nếm thử chút hương vị ngọt ngào. Thực ra em luôn cảm thấy cậu ấy không đáng phải chịu khổ. Cậu ấy đối đãi với cả thế giới này bằng lòng tốt của mình. Chị Vivi, chị nhìn, ở ngay phía trước là nơi em quen với Lâm Nhiên khi em mới nhập học. Nhắc đến lúc ấy cũng thật là trùng hợp, em không tìm thấy phòng học của em đâu, nhưng lại nhớ rõ tên của Lâm Nhiên. Cửa ra. Em gái, em sao thế? Không sao, nhổ, nhổ ra. Không sao chứ. Em gái, em sao thế? Em gái, tôi xem. Không sao chứ. Làm chị sợ chết đi mất. Trẻ còn nhỏ quá, lần sau đừng để em ấy vừa đi vừa ăn, khí quản quá ngắn, có biết không? Đi thôi. Bóng. Bạn ơi. Cảm ơn cậu.
Không có gì, đừng khách sáo. Chào cậu. Chị, thực ra ngày hôm ấy cũng mãi về sau mới biết cậu ấy không ăn kẹo. Khi ấy cậu ấy không từ chối em, chắc sợ em khó xử. Thực ra khi ở trường Lâm Nhiên rất bướng bỉnh, chỉ làm việc cậu ấy muốn làm, còn lại cậu ấy đều không quan tâm. Chỉ có chị khiến cho cậu ấy bối rối lúng túng. Ba chữ Đường Vi Vi đối với Lâm Nhiên mà nói giống như ma chú vậy. Chị, em nghĩ chắc chị cũng biết chuyện ngày hôm ấy. Hôm ấy em nhận được cuộc gọi từ lớp vỡ lòng, báo là không thấy em gái em đâu. Em vô cùng lo lắng nên em mới gọi Lâm Nhiên giúp. Cậu ấy chắc chắn không cố ý nói dối chị, cũng không cố tình đi lấy xe. Chiếc xe ấy vốn dĩ không phải của cậu ấy, là của Khả Lạc. Chị vẫn luôn cảm thấy Lâm Nhiên vẫn chưa lớn. Đó là do cậu ấy muốn níu giữ chị, cậu ấy quan tâm đến chị. Lâm Nhiên lúc ở trường nghĩa khí chân thành. Em đừng nói nữa, cậu ấy... Xin lỗi, chị còn có việc. Chị Vi Vi. Mau ngồi xuống, nghỉ một chút. Giữa mùa hè như này đi qua lạnh. Cảm ơn anh. Em xem, cũng được đấy. Anh nói em này, chị à, chị có nhớ Lâm Nhiên không? Em rất nhớ cậu ấy. Em thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy toàn tâm toàn ý đều là chị, không có chỗ cho người khác. Chị à, em và Lâm Nhiên là bạn học 4 năm đại học với nhau, cũng là chiến hữu tốt nhất. Cậu ấy giúp em chặn đứng các mối đào hoa. Em thì giúp cậu ấy từ chối tất cả các cô gái mà cậu ấy không thích. Nếu nói giữa bọn em thật sự có cái gì đó, đúng, có tình cảm chân thành mà em vĩnh viễn không dám trao đi. Chị, thực ra em rất hiểu nỗi lòng của con gái. Em cũng biết sự do dự của chị trong mối quan hệ này. Lâm Nhiên vừa trẻ tuổi lại vừa xuất sắc, còn có chút cá tính của tuổi trẻ. Có rất nhiều người đều dị nghị về cậu ấy. Nhưng mà chị ơi, cho dù cả thế giới này đều chỉ trích cậu ấy, đều nói cậu ấy không tốt, chị cũng đừng nên không tin tưởng cậu ấy. Chị, Lâm Nhiên toàn tâm toàn ý, mang cả tấm chân tình đứng trước mặt chị. Chẳng nhẽ chị lại không nhìn thấy sao? Quý Hàm, chị biết trong khoảng thời gian này em cố tình tới đây. Chị cũng biết ý tốt của em. Nhưng chị và Lâm Nhiên đã chia tay rồi. Vẫn còn cơ hội mà. Hết rồi. Hết cơ hội rồi. Chị, Vivi, cậu sao thế? Lê Tưởng, các cậu quay đi. Mình không ở đây nữa. Chị, tại sao? Chị đã nghĩ kỹ thật rồi sao? Vivi, cậu không sao thật chứ? Không sao. Vivi,
Anh về khi nào thế? Vừa mới đáp máy bay. Đường Vivi, bây giờ anh đã biết mình sai rồi. Khi anh không có khả năng chịu đựng, không ở bên em, không thể chia sẻ những chuyện buồn cùng em, chỉ quan tâm đến cảm xúc vui buồn của anh. Không biết trong lòng em vẫn còn nhiều thứ phức tạp như vậy. Anh thực sự sai rồi. Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng xin em đừng đuổi anh đi. Đừng không cần anh được không? Em không phải là không cần anh. Anh vẫn còn nhỏ, nghĩ rằng hai người ở bên nhau là có thể cùng nhau đến hết đời. Nhưng cuộc sống là cơm áo gạo tiền. Tất cả có một bên cảm thấy buồn chán trước. Chúng ta sẽ đón ngày đó sớm hơn các đôi bình thường, bởi vì chúng ta từ trước đến giờ đều không bình đẳng. Hoặc đây là ý trời đang nói với chúng ta, anh không nên bị ràng buộc bên em. Anh có thể có những lựa chọn tốt hơn. Em không muốn khiến anh chịu ấm ức. Anh không uất ức. Em muốn cảm giác an toàn anh có thể mang đến cho em. Em muốn có người chắn mưa chắn gió cho em. Anh cũng có thể làm được. Tình yêu chị em thì sao chứ? Ngoài em ra còn có chuyện gì quan trọng hơn em nữa chứ? Đường Vivi, anh thực sự đã thích em rất lâu rồi. Em đừng đẩy anh ra nữa được không? Được. Vivi, cậu thấy trong hai cái áo này cái nào đẹp? Cái màu sẫm đi. Được, thế để mình thử. Vivi, cậu thấy cái này thế nào? Vivi, cậu nhìn xem có đẹp không? Vivi, cậu làm cái gì đấy? Xem cho Lâm Nhiên. Tình cũ lại bùng cháy rồi, chịu không nổi. Nói mình chứ gì? Cậu với Cận Tử Xuyên, mình còn nghe nói bộ quần áo kia cũng đẹp quá. Đẹp quá đi. Cậu chọn tiếp đi. Lâm Nhiên, Quý Hàm, cảm ơn cậu. Cảm ơn mình.
Cảm ơn. Chuyện gì thế? Lúc ở nước ngoài, nếu không phải cậu phân tích giúp mình, thì chắc mình vẫn chìm đắm trong làn khói của sự thất tình mà không thoát ra được. Nếu không phải là cậu giúp mình hiểu về đường Vivi, giúp mình diễn kịch, mình còn không đủ dũng khí để quay lại. Cảm ơn cậu. Tự nhiên là khách sáo như thế, mình có chút không quen. Tặng cậu. Đến lúc ra nước ngoài chắc sẽ dùng đến. Thật hiếm khi mà cậu còn nhớ đến mình. Cuối cùng cũng học được cách làm người rồi. Ý của cậu là trước đây mình không làm người à? Cậu tưởng à? Thôi được rồi, mình phải đi trước đây. Chủ nhiệm còn gọi mình đi ký hợp đồng. Mình đi nhé. Lâm Nhiên, sao thế? Mình hy vọng cậu mãi mãi được ở bên người cậu thích. Như vậy, dù mình chỉ được làm người yêu cũ một ngày cũng có thể yên tâm. Được, mình đi đây. Ba năm tới, chúng tôi mong các tác phẩm của anh sẽ ngày càng tốt hơn. Vẽ cái gì? Ba năm cái gì? Nghĩa là bức tranh của em họ sẽ dùng 3 năm. Sau đó hy vọng tranh của em sẽ được vẽ ngày một đẹp hơn. Không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Bye bye. Tạm biệt. Bye bye. Lâm Nhiên à, em đã không phụ công sức trường học đã bồi dưỡng cho em, không phụ kỳ vọng của thầy. Thầy à, không có sự thúc giục của thầy thì sẽ không có em của ngày hôm nay. 3 năm rồi. Cái thằng ranh này có phải là hôm nay bị sốt rồi đúng không? Thầy, em nói chuyện nghiêm túc với thầy mà. Đứa bé ngoan, tốt lắm. Cố gắng làm. Dân, đi, đi đi, đi đi, đi. Dân, thêm đi nhé. Đi đi. Người bận rộn, cuối cùng cũng về rồi. Biết cậu về, đã trải bộ gai giường mới cho cậu, bảo đảm cậu có thể ngủ ngon lành cho tới lúc tốt nghiệp. Phía châu Âu đã ký hợp đồng với tôi rồi. Nếu không có gì bất ngờ, năm nay sẽ đi thực tập. Đây là chuyện vui mà. Cái này tặng cho cậu. Lâm Nhiên, sao thế? Cậu làm thế này tôi thấy không quen. Có gì đâu mà không quen. Tôi nói cậu nghe này, tôi cũng cảm nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của cậu. Cậu thử nói xem, chúng ta sống ở đây 3 năm rồi, có hôm nào sạch như hôm nay không? Không có đúng không? Lúc rảnh rỗi không có việc gì, tìm được bao nhiêu thứ ngày xưa, những đồ lặt vặt ngày xưa. Tôi xem. Đây không phải là phao ngày xưa thi tôi đưa cho cậu à? Vẫn còn giữ à? Đúng. Nhưng lúc ấy tôi bị thầy giám thị bắt được, hoàn toàn không chép được gì cả. Ừ, nhưng cuối cùng tôi vẫn không khai cậu ra. Cậu dám khai tôi ra, tôi... Cậu nghĩ khí biết bao. Được rồi nhé. Hai thằng con trai quen nhau bao nhiêu năm rồi, đừng cứ ở nghẹo nữa. Tôi đi hẹn hò đây. Cậu tự chơi một mình đi. Bye bye. Bye bye. Anh Nhiên, cậu vừa quay về, tôi thấy cậu thay đổi nhiều lắm. Mới đầu tôi còn chút thận trọng. Cậu nói như thế này, chuẩn. Anh Nhiên trọng sắc kinh bạn lại quay về rồi. Lòng này của mình. Good. Bye bye. Bye bye. Đường Vivi, sao anh thấy lần này sau khi anh về nước mọi thứ đều thay đổi rồi, nhưng lại như không hề thay đổi. Giữa chúng ta có phải là trở nên hơi xa lạ không? Lâm Nhiên, anh sao thế? Sau một thời gian dài gặp lại, cảm xúc của chúng ta phải rất nồng nhiệt, nhưng em chả quấn quýt anh tí nào.
Em nói xem, có phải là theo sự lớn dần của tuổi tác, sự nồng nhiệt cũng dần biến mất không? Lâm Nhiên, em là một người sắp bước qua hàng ba rồi. Thứ em quan tâm nhiều hơn là cuộc sống và thực tế. Em không có thời gian và sức lực để quan tâm tới cảm xúc, cho dù tính khí ấy là của em. Em không phải là lại muốn nói chia tay chứ? Anh nghĩ gì vậy? Ý của em là đến cả tương lai của mình còn không chắc chắn, vậy thì hãy quý trọng từng ngày. Vậy tương lai như thế nào mới có thể chắc chắn? Sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn sẽ trở thành nhu cầu trước nhất của mỗi người. Tâm lý học nói rằng theo đuổi cảm giác an toàn là một bản năng để trốn tránh sự nguy hiểm. Khi chúng ta xử lý mọi việc, bản năng sẽ theo đuổi sự khống chế và sự chắc chắn. Sự khống chế nếu được thực hiện quá trong tình cảm, có lẽ có thể trở thành một cuộc hôn nhân. Đường Vivi, nếu chỉ có kết hôn mới khiến em cảm thấy an toàn và yên tâm. Lâm Nhiên, cầu vồng kia. Em biết không, có người nói những đôi yêu nhau nhìn thấy cầu vồng có nghĩa là sẽ bên nhau mãi mãi. Em xem, ông trời cũng đang phản đối quan điểm của em. Chúng mình quay lại với nhau có cần làm gì cho có cảm giác không? Có quà gì muốn tặng anh không? Không có, không tặng. Anh nghe nói dạo này món bánh ngọt chỗ lành tâm trạng đang hot. Hình như là em đặt làm cho Lê Tưởng. Chị, em cũng muốn. Lớn đầu rồi không biết xấu hổ à? Anh không xấu hổ. Với em, anh chẳng bao giờ xấu hổ. Đi thôi. Đi đâu? Đi ngắm biển. Vấn đề này xảy ra ở đâu vậy? Chị Vivi, cầu vồng này bán sạch rồi. Bán hết rồi thì không bán nữa. Treo biển bán hết. Chị Vivi, chị đang làm gì thế? Lâm Nhiên, khóc là âm sờm đoạn bánh ngọt. Chị làm một cái cho anh ấy. Đúng rồi, Như Nguyệt, em giúp chị mang một cái khuôn qua đây. Lâm Nhiên, tôi nói cậu nghe, tôi chọn bao nhiêu lâu mới chọn được công ty lập kế hoạch này. Phương án của họ đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng, đảm bảo không làm mai một sân đua của cậu. Đi thôi. Sau khi chúng tôi đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng của sân bóng, còn tăng thêm các khu câu cá, cưỡi ngựa, mạo hiểm vân vân, nỗ lực tạo nên một địa điểm giải trí tiêu dùng cao cấp, gồm cả ăn uống và giải trí, đầy đủ tất cả mọi thứ. Định vị của chúng ta là gì? Nhóm khách hàng tiếp nhận ra sao? Diện tích xanh chỉ chiếm chưa đến 50% tổng diện tích. Liệu có làm giảm đẳng cấp của sân bóng? Còn nữa, sân gớt vốn là môn thể thao cao cấp, nhưng đồ dùng mà công ty sắp xếp lại là những sắp xếp cấp thấp, cấp trung bình. Liệu có ra ngô ra khoa gì không? Cảnh vật của chúng ta rất đẹp. Nếu kế hoạch thành hiện thực, chúng ta sẽ là nhóm kiến trúc độc đáo nhất của toàn thành phố, chắc chắn sẽ tạo nên trào lưu mới cho xã hội. Còn nữa, đi theo con đường thân thiện với môi trường có lẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội thị trường hơn. Tôi không cần cảnh đẹp, tôi cần lợi nhuận. Tôi cũng không thể vì một câu có lẽ của anh mà chọn đi trên con đường hoàn toàn ngược với thị trường. Đây là một cuộc kinh doanh, không được lấy phương án của B cho bên A. Lâm Nhiên, tôi cũng đã hiểu rồi. Anh này theo kiểu là anh nói với tôi về nghề nghiệp, tôi nói với anh về ước mơ. Vẫn phải sửa lại. Quan nạp tập trung chính vào các sân gớp. Phương án hiện tại lại quá lan man. Tỷ lệ của sân bóng cũng phải nâng lên. Nhưng như thế anh sẽ phá vỡ chủ đề của kế hoạch. Đây không chỉ là một địa điểm tiêu dùng, không chỉ là một sân bóng. Chúng tôi muốn tạo nên một sân. Lâm Nhiên, cuối cùng cũng bắt đầu sửa sang rồi. Sân đua xe của cậu cũng lắm trắc trở. Là sân đua xe của chúng ta. Đi. Xem TV à? Dân, nam chính cũng nhát chết quá. Theo đuổi người ta tròn 10 tập còn không cưa đổ. Đồ ăn hại. Theo đuổi em kia bị tưởng là cua bạn thân của em ấy. Tặng qua cũng tặng không đúng loại qua. Hôm nay buồn cười nhất, hẹn hò lần thứ 3 rồi còn mời người ta đi ăn cơm sao?
Anh ơi, anh là giám đốc của công ty đa quốc gia hay là bếp trưởng của chủ nhà hàng thế? Nếu mà là em sớm đã. Nếu là em thì em đã làm sao? Không, không có gì đâu. Em không xem nữa, vô nghĩa. Xem. Anh hỏi em, tại sao anh ta không cưa đổ? Chắc là chưa đủ rõ ràng, chưa đủ trực tiếp, chưa đủ sức công phá. Thôi, không xem nữa. Thật hết nói. Quá đáng sợ. Lâm Nhiên, em đã lấy được sổ hộ khẩu rồi. Anh không phải là muốn dùng sao? Hay chúng ta hẹn ngày mai nhé, được không? Sáng sớm ngày mai anh có bất ngờ cho em. Dân ạ, thế tiện thể em sẽ đem bánh theo. Có phải em muốn ngủ được không? Vậy anh hát cho em nghe nha. Dạo này công việc khá mệt. Chị tưởng chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chị tưởng chào buổi sáng. Chị tưởng chào buổi sáng. Chị tưởng. Sao thế nhỉ? Chắc là thang máy gặp sự cố rồi. Bên ngoài có người không? Bên ngoài có ai không? Em đừng căng thẳng, tí nữa là ổn thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Thang máy của chúng tôi phát sinh sự cố, hiện đã bắt đầu sửa chữa. Xin hãy chờ đợi trong giây lát. Đợi trong giây lát. Có thể bỏ tay ra không? Anh có lời muốn nói với em. Anh không phải là người theo đuổi Vivi. Anh không thân quen với cô ấy. Anh nói gì thế? Anh không phải là người theo đuổi Vivi, cũng không phải là bạn trai của bạn thân em. Anh thích em, anh muốn theo đuổi em. Bạn người quan trọng. Anh bị ham mà nói mấy câu này. Trả lời lạc đề sẽ bị trừ điểm. Em nói lại đi. Vẫn bị rơi xuống à? Thế câu trả lời của em là gì? Chúng ta còn sống để ra khỏi đây. Còn sống để ra em sẽ nói với anh. Đi ra rồi em sẽ nhận lời à? Đúng đúng đúng. Ra được em sẽ nhận lời. Đừng quên những lời em vừa nói. Lâm Nhiên, đừng Vivi, chưa cho em. Làm gì? Hôm nay em không tỉnh táo. Anh lừa em kết hôn. Đúng, đừng Vivi, anh lừa em kết hôn đấy. Anh không chỉ lừa em hôm nay, mà ngày mai cũng lừa em. Lừa cho em ở bên cạnh anh, lừa cho em yêu anh, kiếp sau còn lừa cho em gặp lại anh.